Camera đột nhập vào hệ thống giám sát của biệt thự khi Danny và Brad đi vắng. Sau khi sửa đổi màn hình văn phòng của Brad và để nó phát đi phát lại, cô lẻn vào văn phòng và bật máy tính để tìm thông tin hữu ích. Rất nhanh Sarah đã phát hiện chi tiết giao dịch mà thợ sim gửi cho Brad chỉ là một vài khẩu AK với tổng trị giá là 30 triệu đô la Mỹ. Nathan nghe tin thì nghĩ rằng họ đã sai ngay từ đầu và liên lạc với Austin để anh quay trở về. Ở bên này Austin đang theo dõi thợ sim, nhìn thấy hắn ta qua lại với Ben Harris, luật sư và cố vấn của Brad. Austin nghĩ nếu chỉ là mua bán AK thì Brad sẽ không để Ben Harris đích thân xử lý. Có lẽ những khẩu AK-47 đó chỉ là vỏ bọc. Austin từ chối quay lại để tiếp tục theo dõi Ben Harris. Không ngờ anh bị Ben Harris phát hiện trên đường đi. Chúng ta đã sắp xếp cho nhiều cuộc để ngăn chặn Austin. Austin cũng không nói nhiều, trực tiếp dùng nắm đấm rồi thêm một cú chỏ để kết thúc. Ben Harris quay lại và bỏ chạy. Austin đuổi theo nửa đường, Ben Harris giật lấy mô tô rồi phóng đi. Thay vào cho Jay Davis, vừa định vị được điện thoại di động của Ben Harris và cung cấp vị trí kịp thời cho Austin. Theo vị trí của điện thoại di động, anh đến một tòa tháp cao nhưng không có dấu hiệu nào của Ben Harris. Ngay sau đó, Ben Harris lao ra từ phía sau để tấn công. Austin phản ứng nhanh và dễ dàng né được, đồng thời xô ngã Ben Harris khiến hắn tử vong tại chỗ. Jay Davis đến và nhét xác vào cốp xe rồi đưa Austin rời khỏi hiện trường đến khách sạn nơi họ đang ở. J.J. Davis đã xem xét thỏa thuận mua bán mà Sarah lấy được từ máy tính của Brad vào ban ngày và phát hiện ra hợp đồng mua bán này thực chất là key của ổ cứng trước đó. Họ thành công mở được ổ cứng bên trong là một phần mềm trí tuệ nhân tạo có thể điều khiển được. Loại trí tuệ nhân tạo này có thể xâm nhập vào bất kỳ máy tính nào, thậm chí là những chương trình trí tuệ nhân tạo khác. Phần nữa đây chính là vũ khí bị thất lạc của phòng thí nghiệm, độ nguy hiểm của nó không thua gì bom hạt nhân. Nathan thông báo cho cấp trên về tình hình. Cấp trên ra lệnh cho bọn họ phải ngăn chặn giao dịch. Theo thông tin trong điện thoại di động của Ben Harris, J.J. Davis phát hiện người đang giao dịch của họ là 9 giờ sáng mai. Khi đó, người quản lý của thao tin sẽ đến khách sạn để đón Ben Harris đến nơi giao dịch kiểm tra. Xem trình điều khiển phần mềm có thể khởi động phần mềm hay không. Nếu mọi thứ vẫn bình thường thì Greg sẽ gửi tiền cho thao tin. Tuy nhiên, phải có mật khẩu gồm 15 chữ số mới có thể khởi động phần mềm và chỉ Greg mới biết mật khẩu này. Ông ta sẽ tự nói với Ben Harris trong quá trình giao dịch. Và cách khác, thường thủ này bắt buộc Ben Harris phải có mặt. Nhưng hắn chết rồi thì phải làm sao đây? Austin không hổ là nhân vật chính đã lập tức nghĩ ra biện pháp đối phó. Vì không ai trong số những người Ukraine từng gặp Ben Harris, nên Austin quyết định giả làm anh ta. Trong cuộc gọi giữa Ben Harris và Brad, Austin để Sarah nhận điện thoại di động của cả hai bên vào thời điểm hai người liên lạc. Sau đó sử dụng công nghệ giọng nói AI để chuyển đổi giọng nói của Austin thành giọng nói của Harris. Chuyện này của Austin đúng là thâm sâu. Ngày hôm sau, Austin bị người quản lý của Austin đưa đến vùng ngoại ô để thực hiện giao dịch. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Austin gọi cho Brad để lấy mã 15 chữ số. Sau khi xác nhận Brad đã gửi tiền cho Austin, nhưng không ngờ tai nạn lại xảy ra. Như chúng ta đã nói trước đây, Austin đã bị lực lượng an ninh tuần tra phát hiện khi lẻn vào biệt thự Ukraine. Austin đã không giết mà chỉ hạ gục họ. Tình cờ là anh ta cũng ở đây hôm nay, anh ta nhận ra Austin ngay lập tức và di súng vào đầu anh. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Và lấy góc quan trọng cho J. Davis, người đang phục kích xung quanh đã bắn chết người đàn ông. Austin chụp lấy khẩu súng và khai hỏa. Lúc này vài chiếc máy bay trực thăng bay đến từ xa và ngã xuống xuống hiện trường. Austin nhân cơ hội lái xe bỏ chạy chiếc xe trúng đạn dừng ở ven đường. Sau khi Austin xuống xe, anh mới biết nhóm trực thăng thực chất là thuộc hạ của Mai. Làm thế nào Mai biết về vụ giao dịch thì chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết Mai xuất hiện vào lúc này là để cướp công.